Và bây giờ cái nghề nail mình rất là cạnh tranh, tại vì chẳng những người Việt Nam mà người Đại Hàn, người Mễ đều ra mở thêm, bành trướng ra những cái nghề này. Thì mình làm sao để mình giữ tiệm mình sạch, đẹp, mới? Thứ nhất là mình đã hơn người ta về tay nghề rồi, bây giờ mình hơn người ta, mình cạnh tranh với người ta về cái vệ sinh sạch sẽ nữa là mình sẽ ok, mình sẽ thắng. Mình bây giờ vô nhìn cái tiệm này, những cái tiệm hồi trước và cái tiệm bây giờ thì quý vị sẽ thấy nó completely different, nó nhìn nó rất là rộng. Và đặc biệt là nhất là cái những cái đèn và những cái mặt nạ mà treo ở trên bàn, Hồng Sâm rất là dị ứng những cái đó. Thông thường Hồng Sâm hay nhắc lại với quý vị là nếu mà mình đeo mặt nạ để bảo vệ bụi mà mình lấy cái mặt nạ mình treo lên trên cái đèn rồi bụi nó bám một chút, mình lại lấy mình đeo tiếp nữa, mà cứ cả vậy cả ngày, có nghĩa là mình là đeo cái mặt nạ nó dính bụi nữa chứ không phải là nó sạch. Cho nên một nếu mình đeo, mình muốn đeo lại thì mình phải cất cho nó sạch sẽ, còn không nữa thì mình cứ ví dụ nó có mồ hôi ướt rồi thì mình thay cái mặt nạ khác. Từ vì cái hơi thở của mình ra nó có độ ẩm, nó dính vào cái mặt nạ mà để lâu nó có thể có những cái vi khuẩn ở trong đó. Cho nên mình nên cẩn thận hơn khi đừng cứ treo mặt nạ vòng vòng ở trên những cái đèn như vậy. Và thời buổi này nó có những cái đèn rất là nhỏ, mình để trên bàn nhìn nó gọn gàng sạch sẽ thì cảm thấy là mình đã sanitize rồi, khách tới mà mình thấy mình sạch sẽ clean thì người ta thấy là mình rất là mình, người ta cảm thấy an toàn hơn. Còn giờ mình có sạch cỡ nào đi nữa mà đem tới những cái đèn treo ở trên bàn thiệt là to rồi máy treo trên bàn đầy luôn thì dĩ nhiên bụi nó sẽ bám, làm nail mà bụi nó sẽ bám thì người ta nhìn thấy những cái bụi đó là cảm thấy là cái cảm giác không an toàn. Cho nên quý vị nên những cái nhỏ nhỏ như vậy mình để ý là mình sẽ làm cái tiệm mình được ấm cúng, đẹp đẽ và khách nó sẽ đắt hàng hơn.